Thư thư đồng ký trong bốn pháp cộng nghiệp vợ chồng là như nào vậy sư? Con không hiểu, xin sư giải thích cho con với ạ. Có phải đồng về trí tuệ thế gian lẫn xuất thế gian, hay bù trừ lại một người giỏi về thế gian, một người kia lại giỏi về xuất thế gian? Nhưng theo quan sát của con là đa phần thành viên vợ chồng, chồng thì trí tuệ thế gian của hai vợ chồng thường khác biệt nhau khá nhiều. Thứ nhất là cái gọi là cái gì ta? Theo cái sự quan sát của quý vị nó không mang tính chất thống kê một cách khách quan, mà mình rất dễ đi đến cái sự chủ quan, và nó dẫn đến cái sự thiên lệch trong thống kê. Thứ nhất là cái đối tượng số cặp đôi mà quý vị thống kê nó có đủ nhiều hay là không? Bao nhiêu cặp đôi? 100 cặp đôi, 500 cặp đôi, 1.000 cặp đôi hay là bao nhiêu? Cái số có đủ nhiều hay không? Rồi cái số đó đó nó có được lựa chọn một cách ngẫu nhiên hay là không? Hay là mình chỉ đơn giản là mình quan sát theo cái sự lựa chọn của mình? Cho nên tại sao người ta gọi là có cái môn là xác suất thống kê, người ta thống kê phải trên tinh thần nghiêm túc chứ không phải là theo tôi quan sát thấy. Cái thứ hai là bốn pháp cộng nghiệp này là bốn pháp cộng nghiệp hướng thượng. Tức là mình càng cái cộng nghiệp hướng thượng tốt nhất là cộng nghiệp càng đi lên. Như là cái trí thế gian là nó còn thấp, trí xuất thế gian thì nó cao hơn. Rồi từng cấp độ của các cái bậc trí nó như thế nào, cho nên là cộng nghiệp ở đây là cộng nghiệp hướng thượng, để mình trở thành những cặp vợ chồng hướng thượng chứ không phải là cái pháp cộng nghiệp bình thường. Nhớ giùm sư, có những cặp quý vị có xem là những cặp vợ chồng nào mà gọi là hạnh phúc, hạnh phúc bên nhau ha, rồi những cặp vợ chồng nào gọi là thành công, có đạo đức ở trong xã hội đó. Chứ còn mà mấy cặp vợ chồng mà về coi như là đánh nhau như chó với mèo thì mình nói làm chi. Những cặp vợ chồng mà sáng thì đi ăn xin, tối ngủ gầm cầu thì tính làm chi, đại loại như vậy đó. Cho nên là mình phải xét lại cho đúng. Và còn cái đồng chí ở đây á, là giống nhau về trí tuệ, mà cái trí ở đây nó có thứ nhất là trí về nghiệp và quả của nghiệp là kammayana, là tinh nhân quả nha, trí về nghiệp và quả của nghiệp. Thứ hai là vipassanayana, tức là trí về tam tướng, nghĩa là hai vợ chồng này cái nhìn của họ về nghiệp và quả của nghiệp có giống nhau hay là không. Và cái thứ hai là cái nhìn của họ về tam tướng ở thế gian này có giống với nhau hay là không. Chứ còn mấy cái trí tuệ thế gian thì không có kể ở đây. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì thêm hay không? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, đi về phần trả lời câu hỏi này á, thì theo sư Điếu Hành Tại trả lời rất chính xác, rất là đầy đủ rồi. Riêng cái phần mà Đại Đức nói là về cái hai cạnh trí tuệ, có một cái điểm này mà sư nhấn mạnh để cho quý vị hiểu rõ thêm, là Đại Đức Hành Tại có nói là cái đồng chí mà cái sự hiểu biết nhau về tâm tướng, thưa quý vị. Ở đây mình phải hiểu rộng là chính vì hiểu về tâm tướng, có đọc cũng có nghĩa đồng nghĩa là có cái niềm tin tam bảo rồi mới thực hành với định tuệ. Thực hành định tuệ thì mới hiểu biết về tam tướng là vô thường, không đảo, vô ngã, tức là lời Phật dạy, thưa quý vị. Cái điều này rất là Đức nói rất là chính xác, vì trong tăng chi kinh, cái bài kinh mà nói về cái người cần sự phá rá đồ chá, mà cái biệt danh là chân cọp đó, thì ở trong đó Đức Thế Tôn ngài cũng nói rõ rất là chính xác là cái trí tuệ này.
nhấn mạnh cái điểm như quan trọng nhất là cái trí tuệ mà Vipassana, thưa quý vị. Đó. Cho nên một lần chưa cũng dẫn chứng cái chánh tạng để cho quý vị nắm được, để củng cố thêm cái niềm tin cho quý vị hiểu rõ hơn. Chúng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.